Chào các bạn, là mình Trang Lê Fitness đây. Chúng ta cùng đến series độ body đi biển cho ngày đầu tiên. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ngày cardio bắt đầu. Động tác đầu tiên, nhảy dây tại chỗ. Đây là động tác làm nóng. Các bạn thoải mái nhảy theo ý mình. Có thể nhảy hai chân hay từng chân một nhé. Chúng ta sẽ vung tay giống như là các bạn đang nhảy dây thật. Nhảy thật nhanh cùng mình để làm nóng cơ thể nhé. Động tác tiếp theo, punch side to side. Chúng ta sẽ đấm tay sang hai bên giống như các bạn tập kickboxing. Lưu ý là chúng ta đấm mạnh và thả lỏng phần bả vai của mình. Chùng gối xuống sâu để squat và cảm nhận mông đùi tốt hơn. Nếu ai thấy ổn thì có thể tăng tốc đấm nhanh hơn cùng mình, sẽ làm tăng nhịp tim và làm nóng người hơn nữa đấy. Cố lên nha. Động tác tiếp theo, easy của jumping jack. Chúng ta sẽ có side to side hand raise, chạm mũi chân ra ngoài đồng thời đưa tay lên cao. Lưu ý rằng bạn nào khỏe có thể nâng cả hai tay lên như mình nhé. Làm nhanh hơn và cảm nhận nhịp tim nào. Bài tập này sẽ làm nóng phần bả vai của mình hơn nữa, nên là mình rất là thích trong phần khởi động có bài tập này luôn. Các bạn hãy cố gắng tập hết của mình nha. Động tác tiếp theo, quá quen thuộc, jumping jack. Chúng ta sẽ nhảy mũi chân ra ngoài và đồng thời đưa hai tay lên cao. Ta không thể thiếu trong phần khởi động. Các bạn nhảy nhanh và mạnh. Đối với những ai mới tập, hãy giảm biên độ lại và tập nhẹ lại để nhịp tim được cân bằng hơn nha. Còn những bạn nào đã tập luyện lâu hơn rồi thì nhảy nhanh hơn, đồng thời mở mũi chân và mở tay lên rộng hơn nữa. Động tác tiếp theo, mountain climb, hai tay thẳng với bả vai, kéo đầu gối về phía ngực. Động tác này sẽ tác động vào toàn bộ phần tay, vai, lưng, bụng của mình. Đây là một tác làm nóng rất tốt. Lưu ý là với những ai mới tập sẽ hơi mệt một chút, các bạn làm chậm lại hơi thở. Còn với ai mà làm tốt thì làm theo nhạc và tăng tốc của mình nha. Động tác chúng ta tập luyện vào phần bụng của mình. Lưu ý ở động tác này, các bạn đừng thả người xuống ngay khi chúng ta ngồi dậy, mà hãy tập kiểm soát và nằm xuống thật chậm, cảm nhận từng phần cột sống chạm xuống sàn. Như vậy chúng ta sẽ cảm nhận vào phần bụng nhiều hơn. Động tác tập trung vào phần cơ core, phần cơ trọng tâm của mình. Lưu ý động tác này nha, mắt cá chân phải bằng đầu gối hoặc cao hơn. Như vậy các bạn sẽ tập trung được vào nhiều phần bụng của mình hơn. Gồng phần bụng, tránh để võng lưng. Lưu ý với những người mới tập, các bạn có thể giữ 5-6 giây, sau đó nghỉ, chạm mũi chân xuống và lặp lại liên tục. Lưu ý là đừng nghỉ hẳn nhé, hãy chỉ nghỉ một vài giây thôi. Tác tiếp theo, lên gối và đá từng bên một. Lưu ý nếu ai không giữ được thăng bằng, các bạn có thể bám vào ghế hoặc tường. Tập sao cho khuỷu tay chạm vào đầu gối, vặn xoắn cơ bụng chéo thật nhiều.
ấn làm mạnh hơn, đá chân lên cao hơn. Chúng ta làm tương tự y hệt nhưng bên này chúng ta sẽ làm bên trái. Vẫn đá và lên gối, khuỷu tay chạm vào đầu gối, làm nhanh và mạnh hơn để đốt được nhiều calo hơn nữa nhé. Giữ ở tư thế squat đồng thời kiễng chân lên. Đây là động tác tác động rất nhiều vào đùi trong và mông. Khi giữ ở tư thế squat, các bạn mở hết cỡ gối ra ngoài, đồng thời nhấc cao gót chân hết cỡ có thể, mở ngực và giữ lưng thẳng. Chỉ nhấc gót chân thôi, các bạn sẽ cảm nhận cả cơ thể được vận động cùng một lúc đấy. Động tác tiếp theo, scissor, nhảy chạm mũi chân đồng thời đổ người về phía trước. Hai lần chúng ta squat, làm liên tục không ngừng. Các bạn có thể scissor tại chỗ hoặc side to side sang hai bên trái phải giống như mình. Theo crystal lunge side to side, động tác này chúng ta sẽ bước chéo chân 45 độ về sau, tác động vào đùi và mông. Lưu ý để cảm nhận nhiều phần mông hơn, các bạn đổ người về phía trước một chút, bước dài chân về sau, làm liên tục. Động tác này chúng ta sẽ thấy rất mỏi phần đùi trước của mình, không sao đâu nhé. Nếu các bạn muốn một đôi chân thon gọn thì đừng dừng lại. Động tác tiếp theo vẫn là crystal lunge. Chúng ta bước chân về phía sau nhưng sẽ nhấp 5 lần, sau đó quay trở về. Làm theo mình. 5, 4, 3, 2, 1, về đổi bên. 5, 4, 3, 2, 1, về. Động tác tiếp theo, nâng đầu gối về phía trước ngực, càng cao càng tốt. Vươn tay lên rồi chạm tay vào mắt cá chân, trái, phải. Cố gắng là nâng cao gối và làm nhanh liên tục các bạn nhé. Tiếp theo.
theo chúng ta squat 3 lần tại chỗ. Nhấp 3, 2, 1, lên. Nhấp 3, 2, 1, lên. Lưu ý giữ ngực mở, đồng thời mở gối ra ngoài, siết chặt phần mông của mình. Nhấp liên tục 3, 2, 1, tiếp tục. Xuống sâu sao cho phần mông của mình ngang bằng với phần đầu gối hoặc sâu hơn. Động tác tiếp theo, plank workout, chúng ta sẽ bò hai tay xuống đất, sao cho người tạo thành một đường thẳng, siết cơ bụng, sau đó bò trở lại. Lưu ý, khi bò, các bạn sẽ giữ thẳng chân ở phía sau, siết cơ bụng và siết mông, và khi bò trở lại cũng vậy, giữ chân thẳng. Động tác tiếp theo, push up. Đây là một động tác quá quen thuộc rồi. Đầu gối với sàn, hai tay thẳng dưới phần ngực của mình. Và mọi người push up hạ người xuống sâu, sao cho ngực gần sát mặt sàn, khuỷu tay vuông góc, siết chặt cơ bụng. Bài tập này sẽ tác động toàn bộ vào phần thân trên của mình, làm cho tay vai của mình nhỏ hơn. Plank step out, động tác này sẽ cần kiểm soát cơ thể rất nhiều. Các bạn nhìn ở trong video, mình sẽ không để phần hông của mình rung lắc quá nhiều bằng cách gồng và siết chặt cơ bụng. Bước mũi chân ra ngoài và bước vào trong, mở, mở, đóng, đóng, kiểm soát cơ thể của mình và luôn luôn gồng siết chặt toàn bộ phần bụng lại. Floater kick, một động tác tác động trực tiếp vào phần bụng của mình. Các bạn sẽ đá hai chân liên tục, nhấc và hạ, nâng toàn bộ phần cổ của mình lên, đồng thời gồng chắc cơ bụng lại, siết ở đây. Động tác này sẽ tác động vào toàn bộ hầu hết phần bụng của mình và cả phần cơ bụng chéo cả nhà nhé. Bicycle, động tác này mình có khuỷu tay chạm vào đầu gối càng tốt. Sử dụng toàn bộ cơ bụng chéo để tập động tác này, vặn xoắn phần cơ bụng của mình. Nếu các bạn muốn có cơ bụng 1:1 thì đừng bỏ qua động tác này nhé. Reverse table, đây cũng là một động tác cực kỳ tốt để chúng ta tập luyện vào phần tay sau, lưng, mông, bụng của mình. Lưu ý khi đẩy hông lên, các bạn tạo thành một đường thẳng giống như một cái bàn. Lên siết mông lại và hạ xuống liên tục. Vậy là hoàn thành ngày 1 của series rồi. Các bạn chuẩn bị đến với ngày thứ 2 cùng mình nhé. Nhớ ăn uống đúng theo lịch để có thể đạt kết quả tốt nhất nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.